Olmaz. 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 Zokanta. 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 Olmaz. 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 Zokanta. Olmaz. Zokanta. Zokanta. Olmaz. Zokanta. Olmaz. 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 Dara E. Olmaz. Dara E. Olmaz. Lore. Olmaz. Lore. Olmaz. 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 Dara E. Lore. Olmaz. Oklama. Olmaz. Lore. Olmaz. Lore. Olmaz. Chuẩn bị đầu thứ hai bắt đầu rồi. Vâng, em thi đàn hiệu Olmaz. Chỉnh chu trong từng thao tác thì lên đời mới sớm được. Vâng, chuẩn bị kích đời 2 rồi. 90 mấy mới kích đây. Vâng, 907. 907 với 26 dân. Trận này chắc lựa chọn đánh cung rồi vì lên muộn nên cũng không chém được ai đâu. Không biết Đặng Hùng Dương được cầm quân gì. Olmaz. Olmaz. Olmaz.
Tường đang xả nốt vầy hiêu để lấy thêm lực. Lại một điểm vầy hiêu 4 nữa. À vầy hiêu vui vâng rất nhiều. Thằng Nát thấy là nhiều 4 mà thật ra là nhiều 6 thôi. Trận này sẽ lên rất muộn đây. Một cái end đầu đóng hơi lỗi. Vâng, một trận đấu mà bài rất xấu của Bùi Đình Đoàn. Trận này em sẽ kích trong chớm 12 rồi. Chớm 12 27 dân 12 kích. 12 18 giây. Đấy, phút 18 giây mới kích được đời 3. Thằng tất chặt cố. Như đặng. Vâng, bên kia cũng nên đời rất là muộn. Map này nghèo chung rồi. Bài cũng rất là kín cho Bùi Đình Đoàn để đánh cung. Rồi công tê luôn. Không biết Đặng Hùng Dương được cầm Maxe Kata. Quay luôn ba cái ruộng kín luôn em mình rồi. Bé đầu rất xấu nên gỗ lên rất chậm. Đã thiết kế lại cái S siêu đẹp. Vâng. Đấy rồi. Maxe. Vâng. Maxe Doria là quân của Đặng Hồng Dương. Đặng Hồng Dương. Nâng bánh xe. Đang nuôi hết dân về để cơ cấu nhà ra ruộng các kiểu. Đã bị lọt một con giò vào bãi gỗ. Chọc trên đến 3-4 dân rồi mới biết. Chết luôn ở MT rồi. Rất cẩn thận nếu một bài mắc xe khung nhà và đánh nghi. Một con giò mà chọc chết đến 4 dân. Con giò rất hiệu quả của Dương. Nâng giáp. Tập chết con giò đi đỡ mất tay. Chết luôn rồi. Buna xong đều đi. Buna xong đều. Nếu rất nguy hiểm nếu một bài mắc xe khung nhà đánh nghi. Thế như bài đã gần không hết cho màu đỏ rồi. Một chém đầu tiên. Đánh một L và ra Y luôn. Vâng, chú ý vào, mất tay lắm. Siêu mất tay với một con chém cứ lọt nhà đi lọt vào. Đẩy ngay tân thứ hai lên nhà của Đặng Hùng Dương. Không biết có công được luôn không. Thì bài mắc xe khung nhà sẽ ra Y ngay sau đây. Rất khó công. Đấy, Y đã chảy xuống nhà rồi. Chỉ cần 2-3 con Y thôi là sẽ mất nhà. Nếu không nên ra nhanh. Y đã đến nhà BA rồi. Chú ý đứng tên này thì không sẽ bung nhà luôn. Mi đã chiên đồng 3 chưa? Nếu Y chiên đồng 3 thì sẽ rất khó chịu. Xây A ở trong luôn đi. Đó là một bài khá khung của Đặng Hùng Dương. Một bài siêu khung. Con C mà khung nhà thì sẽ rất lợi hại đây. Vâng. Bùi Đình Đoàn quyết định đánh Y chứ không phải đánh A. Em quyết định chơi L và đập Y luôn ở trong nhà. Chống lại những con Y mắc C.
Thằng xin y đi, 3 y luôn cũng được. Bây giờ có thể đánh chay y luôn đi, 3 y luôn cũng được. Nếu mà chưa lên thì 3. Chưa lên công. Lên giáp lên công đầy đủ đi. Y kẹp giờ cũng được. Vâng, vẫn còn một con chém ở trong nhà rất là nhức nhối. Vâng, cần là chú ý đơn này. Y chiến đồng 3 rất chỉ, cung giờ bắn mãi không chết. Cung giờ rất chỉ, bắn mãi không chết. À, y rất chỉ, bắn mãi không chết. Vâng, vẫn còn một con chém ở trong nhà. Chém này từ đầu cuối rất là nhức nhối. Vâng, đã chuyển lên chuyển A rồi. Bùi Đình Đoàn đang chuyển A. A kẻ bi. Max C cũng sẽ chuyển bài A kẻ bi thôi. Vâng, rất nhiều y. Đơn này không cẩn thận sẽ bay nhà luôn. Phải lùi vào trong nhà đi. Đơn này không cẩn thận sẽ bay nhà. Rất nguy hiểm. Vâng, bay. Cái khe rừng ở bãi gỗ là vừa lọt dân vừa đi vào, không biết có chú ý không. Nếu không chú ý đi sẽ đi thẳng vào đấy và cung nhà luôn. Bây giờ lên đóng A trong nhà hơn là đóng ở ngoài. Đấy, đã nhìn thấy cái lỗ đi vào rồi. Đơn này khả năng Bùi Đình Đoàn sẽ vẫn đỡ được. Cung A hai áo chưa được lâm. Vâng, rất nhiều y. Để phải đến 3 y chảy đều rồi. Số lượng cũng mỗi lần xuống đến 8-9 con rồi. Hai áo đã được lên và đi cùng y giáp 4. Rất nhiều y ở ngoài. Xây A luôn ở trong rồi. Vâng, chú ý đơn này, chưa cần phải ra cho lắm. Cứ vào nhà xây A đi. A đi cùng y mình mới chơi được. Rất nhiều y này. Đơn này chắc vẫn sẽ ăn được thôi vì đã là giáp 4 rồi. Điên cuồng tăng A. Hết cả bãi gỗ và cả bãi rừng ở đây. Thì vẫn đang chảy rất đều. Hôm nay chỉ giữ ở 4x thôi. Chưa thăng được tham cho lắm. Đánh nhau như vậy. Đã ăn thủ được nhà rồi, bây giờ phải bung ra phát triển thật nhanh lên. Nếu cứ tham lai lẹt đẹt như này thì khó mà đánh Max C. Thì Max C bây giờ cũng ra được rất nhiều dân rồi. Cung A đã lên rồi. Cung A kẹp Y rất nguy hiểm đây. Nếu mà Bùi Đình Đoàn mà không bay thật nhiều BA ra thì sẽ rất khó đỡ nhà tên này. Tầm xa 2 chưa? Tầm xa mới có 1 thôi. Bảy cộng 1 thôi. Tầm xa bây giờ của B công nghệ của Đặng Hùng Dương sẽ mắc binh hết rồi. Công 4 giáp 4 rồi, chiêng đồng 3 tầm xa 2 giáp 4 các kiểu rồi. Thì hút tam rất khỏe. Kìa cung A luôn. Bắn mãi em chết con đi. Ừ.
Tham Lai em bị đè 6-4 rồi. Tầm này Max C cũng rất nhiều dân, phải tầm 40-50 dân. Số lượng quân thì rất chất, đi kẹp A. Lát bắn mãi không chết con Y. Vâng, lùi đi, cơ này chắc không ăn được đâu. Còn đi về E lại rồi. Chú ý cơ này đi, chết sạch không A. Lùi lại và thiệt xuống con Y 1. Năm nay của em chỉ... Năm nay của Đình Hoàng chỉ ở cái mức 4x thôi. Chưa bao giờ lên được 7x. Trong cái đó Tham Lai của màu đỏ bây giờ phải đến tầm 80-90. Khả năng là thua rồi. Tỷ số sẽ là 2-0 cho Đặng Hùng Dương rồi. Trận thi đấu khá chuẩn bài của Đặng Hùng Dương. Tỷ số là 2-0 rồi. Đặng Hùng Dương rồi.